sáng ngày 27 tháng 8, khi mặt trời còn chưa bừng tỉnh, các cụm dân cư, các đoàn thể, các khu phố, hội đồng hương cùng du khách thập phương, ai cũng đều tu thiết lại những kiệu lễ của mình sao cho hoàn tất, rồi nhanh chân lẹ bước đổ về khu trung tâm sân đền chuẩn bị cho buổi lễ rước thánh. Trung tâm sân đền dưới sự điều hành của ông Cao Thọ Hòa, chỉ huy trưởng trong buổi lễ rước thánh. Bên đảng nhà nước tổ chức quốc tang đồng chí nguyên tổng bí thư Đỗ Mười, tổ chức lễ tang vào hai ngày, ngày 27 và ngày 28 năm Mậu Tuất. Vậy đội hôm nay chúng ta là không có đội đồng lân và đèn lồng. Do vậy chủ yếu quốc phần lễ trên công quốc phần hội và yêu cầu các bộ phận tổ chức đi tại nhà tôi và vào khu vực chính trang của mình, tốc độ đi chậm bình thường khoảng 40 mét trên giờ, yêu cầu là đi xe bên phải và giữ đội hình cho đẹp, ta đi đây là đi. Giờ đã điểm, chiếc la truyền thanh của ông đã vang lên báo hiệu lễ rước thánh truyền thống được bắt đầu. Trình rước thánh đi quanh làng, điểm xuất phát từ sân đền qua lăng ngài, vòng qua chợ cuối, phố cuối và điểm kết thúc lại về sân đền. Dẫn đầu cho đoàn rước là đội dâng hương của ban di tích lăng đền cuối. Các bà các chị đầu đội khăn nếp, áo màu vàng thêu hoa văn đỏ, thắt lưng hồng, được trang trọng rước những lá cờ thần và cờ tổ quốc đi hàng đôi. Tiếp đến là kiệu chiêng trống. Trong những tiếng trống trận đùng đùng nổi liên hồi của kiệu chiêng trống đã làm rung động lay chuyển cả một vùng Hội Xuyên. Kế sau là các tráng sĩ trong đội thó gậy mang trang phục truyền thống riêng của môn phái mình. Đặc biệt trong lễ hội truyền thống đền cuối, môn thó gậy không thể thiếu được. Vì đây là môn thó gậy
mà ngài tướng quân đã để lại cho người dân Hội Xuyên lưu truyền mãi mãi qua mỗi mùa lễ hội. Mang trên mình bộ quân phục màu xanh lá cùng chiếc mũ giải phóng năm xưa gắn ngôi sao vàng lấp lánh. Các anh đã một thời từng tiếp bước cha ông xông pha trong các trận chiến để tiêu diệt kẻ thù, giành lại non sông gấm vóc. Nay các anh trở về quê hương lại tích cực tham gia những hoạt động văn hóa xã hội cũng như hăng say lao động sản xuất để góp phần làm giàu cho quê hương đất nước. Tiếp đến là Kiệu Thánh. Đi sau Kiệu Thánh là đội Tế Nam, đội Đạo Tràng, Phật tử chùa La Khởi. Trước sự tịnh tâm của Đại Đức Thích Thanh Hòa cùng đoàn Phật tử chùa La Khởi trong bộ trang phục màu ghi xám có dải lụa vàng thắt nghiêng mang dòng chữ Đạo Tràng chùa La Khởi đã nối tiếp nhau đi hàng đôi dâng đội những mâm lễ với đủ các sắc màu trong ngày lễ rước thánh. Chú Long Câu và Long Đề, đây là hai chú ngựa chiến mà mỗi khi Đức Thánh Đại Vương cưỡi khi ra xung trận. Nay được các chàng trai Hội Xuyên trong trang phục chú lính tốt đỏ tái hiện lại đi cùng đoàn lễ rước thánh. Trong đoàn lễ rước thánh, kiệu lễ tam sinh cùng chiếc giò cao to chừng mét do người dân phố Nguyễn Văn Trang khiêng rước. Đây là một kiệu lễ mang nét độc đáo nhất với những họa tiết hoa văn được trang trí dày công và tỉ mỉ trên từng con vật. Sau kiệu lễ vật tam sinh là kiệu lễ long ly quy phượng, được làm từ chất liệu hoa quả của người dân phố Trương Hanh. Đi sau mỗi kiệu lễ là các nam thanh nữ tú cùng các bà các chị trong bộ áo tà dài duyên dáng thướt tha. Các chàng trai cơ bắp phố Nguyễn Hới trong trang phục chú lính tốt đỏ, đầu thắt đai, lưng đeo xả tích, vai vác cây bát biểu, phía sau khiêng kiệu long đình cùng kiệu lễ bánh dày bánh giò, ở giữa có dán chữ thọ màu đỏ. Sau kiệu lễ bánh dày bánh giò là các cô thôn nữ phố Nguyễn Hới trong bộ trang phục áo dài thướt tha mềm mại nối tiếp nhau đi theo kiệu lễ. Độc đáo hơn trong các kiệu lễ rước thánh năm nay là kiệu lễ của người dân phố Hòa Bình với lòng thành kính lên Đức Thánh Ngài. Người dân nơi đây đã tu thiết kiệu lễ vật phẩm bê thui, dê thui cùng chiếc bánh chưng xanh để kính dâng lên Đức Thánh Ngài.
Kế sau kiệu lễ là các cô gái má phấn môi hồng dâng đội những mâm lễ hoàn quả đi hàng đôi trong bộ áo tà dài tung bay trước gió. Sau cùng là kiệu cỗ thượng Tam Long Hạ Tứ Linh của người dân phố Nguyễn Nhữ Hải. Bằng sự khéo léo của mình, người dân phố Nguyễn Nhữ Hải đã uốn khắc các hình con giống hòa quyện vào nhau bằng chất liệu hoa quả. Nối tiếp kiệu cỗ Tứ Linh là những mâm lễ bánh cốm, bánh phu thê, bánh hoàn được các thiếu nữ má phấn môi hồng dâng đội trong trang phục áo truyền thống Việt Nam cùng sánh gót bên nhau đã tô điểm thêm cho đoàn rước thánh thật sinh động lên rất nhiều. Theo sau mỗi kiệu rước là các tập thể cá nhân của từng đơn vị mình. Trên cung đường rước thánh tới ngã tư hay trục đường lớn, kiệu thánh cùng các kiệu lễ lạnh vụt bay lên trong tiếng hò reo của các chú lính tốt đỏ đã làm cho du khách đi chảy hội thật bàng hoàng và cảm kích. Đoàn rước thánh được kéo dài cùng với sự tham gia đông đảo của các đoàn thể, bà con khu phố hay các doanh nghiệp buôn bán nhỏ lẻ khu vực chợ cuối, cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn cũng như du khách thập phương, hội đồng hương trên mọi miền của Tổ quốc cùng về tham dự trong buổi lễ rước thánh. Dưới tiết trời thu, cái nắng vàng óng ả, đoàn rước thánh được kéo dài hàng cây số. Trên các trục đường đoàn rước thánh đi qua, nhân dân đổ ra hai bên đường đứng xem đông nghịt. Cồng chiêng vang vang khắp gần xa, lễ hội non sông Đức Thánh Nhà, an nghĩa đại vương phong tước chỉ, phò trần cứu quốc đặt vinh hoa. Dễ hiền đức độ tâm trung hiếu, gái thảo hiền hòa trị đạo gia. Đất nước muôn đời ghi sử sách, quê hương vạn thủa chẳng phôi pha. Hỡi em vấn tóc đuôi gà, em đi chảy hội thật là vui tươi. Anh trông cái miệng em cười, đồng tiền má lúm dáng người đảm đang. Ngắm em khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dịu dàng mày liễu lá răm. Tháng 8 hội mở sau rằm, em vẫn trang phục trông càng thêm xinh. Cho anh ngỏ một chút tình, thăm cha thăm mẹ hai mình bình yên. Trai anh hùng gái thuyền quyên, tấm lòng trong trắng nên duyên vợ chồng. Mai rồi con bế con bồng, tình chồng nghĩa vợ mặn nồng trăm năm.
xưa vời xuân tình, tiếng chầu đường duyên ai. Nghĩa anh hai đi dậy hồi, nghĩa là chị ba đi dậy hồi. Cát bao hồng dài mùa mềm, tiếng hát mang mang về hồi xưa. Quan họ liền anh quan họ.
họ liền chỉ nón ba tâm trao duyên, nón ba tâm trao duyên, câu hát trao duyên còn nguyên không cũ, đến hẹn lại lên em đợi, đến hẹn lại lên em chờ, phải lòng nhau rồi dùng răng không dứt, phải lòng nhau rồi dùng răng không đi. Quanh làng, điểm cuối về tới sân đền. Khi tới sân đền, các kiệu lễ lạnh vụt bay lên, rẽ ngang cả biển người trong tiếng hò reo của các chú lính tốt đỏ. Tiếng hò reo đó đã làm lay chuyển cả trời đất. Phần lễ rước thánh kết thúc, ban tổ chức mở phần hội. Trong đó có đủ các trò chơi dân gian như đánh thó, đập niêu, cờ tướng, bắt vịt trên cạn cùng nhiều trò chơi khác. Để ra mắt cho phần đầu trò chơi, môn cờ tướng cờ người do ông Bùi Đức Minh trưởng môn đã tổ chức làm lễ xuất cờ. Năm nay, giải cờ tướng có rất nhiều kỳ thủ trên mọi miền đất nước về tham dự, đã làm cho giải đấu hấp dẫn thêm rất nhiều. Đặc biệt, hai kỳ thủ thi đấu môn cờ người, mặc dù trời nắng sạm ra, nhưng tinh thần thi đấu của hai kỳ thủ vẫn tập trung cao độ, giành giật nhau từng nước cờ đi. Phía bên bàn cờ tướng cũng không kém phần sôi nổi, với màn đấu trí căng thẳng. Đối thủ hai bên giành nhau từng nước cờ, khiến cho trận đấu càng thêm phần gay go và quyết liệt. Kết thúc giải đấu qua hai ngày giao tranh quyết liệt, giải nhất thuộc về kỳ thủ Bùi Đức Hinh, khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc. Nguyễn Văn Lợi, xã Toàn Thắng nhận giải nhì. Giải ba thuộc về Nguyễn Văn Bóng, xã Gia Khánh. Kế bên sân đền có các trò chơi như đập niêu, đu quay, kéo co cũng được diễn ra vui nhộn và hấp dẫn. Nhưng sự hấp dẫn vẫn là trò chơi bắt vịt trên cạn. Trò chơi này không phân biệt già hay trẻ, nam hay nữ. Nhưng điều lệ của trò chơi là người chơi phải thắt khăn vải mềm để che kín đôi mắt mình lại. Khi đôi mắt đã bị che kín thì người chơi chỉ biết cảm nhận bằng thính giác qua những tiếng kêu của chú vịt. Tiếng kêu của những chú vịt lúc to, lúc nhỏ đang hòa quyện cùng với tiếng hò ra của khán giả, khiến cho người chơi tìm rượt đuổi các chú vịt càng thêm phần hấp dẫn. Du khách có thể ghé qua khu trung tâm hồ cuối, dõi theo các trò chơi như bơi thi bắt vịt,
thay đi cầu kiều trúng thưởng do ông Hải Mẫn làm trưởng môn cũng được diễn ra. Đón lễ hội năm 2018, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời tất cả các cụ, ông, các bà, khách thập phương, các cháu, thanh thiếu niên đến tại trung tâm Hồ Quý để thưởng thức bát vịt đón lễ hội 2018. Buổi lễ bát vịt bắt đầu, xin kính mời tất cả các cụ, ông, các bà cổ vũ cho các cháu tài loại bắt đi được những giải cao nhất của chúng tôi, cao giải là 200.000 đồng. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin kính mời. Dưới làn gió nhẹ của đầu thu đã làm gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Chiếc cầu kiều nhỏ nhắn xinh xinh đang đón đợi các chàng trai hội xuyên cũng như du khách thập phương đến thử sức mình. Qua những bước chân nghiêng ngả của chàng trai trên chiếc cầu nhỏ chênh vênh đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đi chảy hội. Sau trò chơi đi cầu kiều được kết thúc, cuộc thi bắt vịt được diễn ra. Điều hành cho cuộc chơi bơi thi bắt vịt do ông Phạm Quang Lệ. Lễ hội năm nay, Thượng Mộc Nguyễn Tuyến đã mời các tuyển thủ vịt đồng về tham dự và thi đấu với các chàng trai hội xuyên cũng như du khách thập phương. Sau khi nghe hiệu lệnh, cuộc thi tài được bắt đầu. Các chú vịt đồng đã ngẩng cao đầu nghiêng vỗ cánh như thách thức những chàng trai cũng như du khách thập phương xuống thử sức đua tài. Cuộc đấu sức rượt đuổi giữa các chú vịt cùng các chàng trai diễn ra căng thẳng trước những màn lặn ngục liên hồi, khiến cho người xem thêm phần hồi hộp và hấp dẫn. Cuộc thi tài kéo dài hơn một tiếng đồng hồ cũng được kết thúc. Phần thắng nghiêng về các chàng trai hội xuyên trong sự phấn khích của du khách thập phương cũng như người hội xuyên đi chảy hội. Thân thương nước cường trong xanh mát,
bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Vẫn trong xanh mãi như tình tôi người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thì thầm báo kỷ niệm cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Ôi mơ thời thơ trẻ nửa đời về quê mẹ, còn em đợi anh. Ôi mơ thời thơ trẻ nửa đời về quê. Lễ hội đền cuối là một trong những lễ hội vẫn lưu truyền được nhiều trò chơi dân gian nhất và cũng luôn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những năm gần đây, ban tổ chức cũng đưa thêm nhiều trò chơi mới và hiện đại, không kém phần sôi nổi hấp dẫn như môn bóng đá mini dành cho lứa tuổi nhi đồng hay môn cầu lông, môn đá cầu và cầu mây. Môn cầu lông cũng được thi đấu rất hấp dẫn giữa câu lạc bộ cầu lông Hội Xuyên và câu lạc bộ cầu lông xã Sa Khánh, cũng đã thu hút được đông đảo du khách dõi theo. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Đặc biệt là môn bóng đá mini nhi đồng được diễn ra giữa 4 câu lạc bộ của hai khu dân cư số 5 và số 6. Môn bóng đá mini do ông Bùi Quý Tùng làm trưởng ban tổ chức giải đấu. Tổ trọng tài gồm ông Nguyễn Mạnh Quỳnh và ông Cao Thọ Quý. Bình luận viên ông Bùi Đào Lự và ông Phạm Quang Lệ. Với thể lệ thi đấu của ban tổ chức đề ra là đấu loại trực tiếp, hai đội thắng gặp nhau tranh giải nhất nhì, hai đội thua sẽ gặp nhau tranh giải ba tư. Sau đó các trận đấu được diễn ra trước sự cổ vũ nhiệt tình sôi nổi của các cổ động viên cũng như du khách thập phương đã làm cho các trận đấu hấp dẫn lên rất nhiều. Nếu ai đã từng đi chảy hội dõi theo trực tiếp các cầu thủ nhí thi đấu trên sân thì thật bất ngờ trước sự nhanh nhẹn và khéo léo của các cầu thủ qua những đường bóng ban bật lắt léo trông thật đẹp mắt, đã khiến cho các cổ động viên phấn khích reo hò không ngớt. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Is it true?
qua một ngày thi đấu quyết liệt, giải đấu chào mừng lễ hội đền cuối năm nay cũng đã tìm được ra nhà tân vô địch mới, đó là câu lạc bộ số 6. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức lễ hội đền cuối tặng hoa chúc mừng cho tổ trọng tài đã làm nhiệm vụ tốt trong các trận đấu và cũng trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho thủ môn câu lạc bộ bóng đá số 6. Giải phong cách cho câu lạc bộ bóng đá số 5. Giải ba cho câu lạc bộ bóng đá số 8. Giải nhì được trao cho câu lạc bộ bóng đá số 7. Cuối cùng, màn pháo hoa cũng được tỏa ra chào mừng nhà tân vô địch của giải đấu năm nay, đó là câu lạc bộ bóng đá số 6. Có được giải đấu thành công như vậy cũng là nhờ lòng nhiệt huyết của ban tổ chức giải cùng với các nhà tài trợ như Đại Đức, Thích Thanh Hòa, Tiệm Vàng, Dung Luyến, Anh Chị, Tuyên Sen, Bất Động Sản, Cam 4, đại lý vé máy bay, đài chuyên và nhiều nhà tài trợ khác. Lễ hội đền cuối huyện Gia Lộc là một trong những lễ hội được tổ chức quy mô hoành tráng nhất vùng, được diễn ra trong suốt 3 ngày 3 đêm. Nó vẫn mang đậm những nét truyền thống từ xa xưa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cả không gian hội xuyên lại chìm trong tiếng nhạc lời ca của đoàn nghệ thuật Duyên Hải với các ca khúc hay, các tiểu phẩm hài đã làm say đắm lòng người. Thank you.
phương này Phật, mười phương chư Phật. Phân này Đức tối cao, phân này Đức vua trần, phân này Đức vị trần vạn kế, phù hộ độ trì cho nàng cứ ăn nên nàng ra tai qua nàng khỏi, và phù hộ cho tay tay nhỏ thì về to, mà tay tay một khó thì về một đông, tay tay một chỉ thì sẽ về mười cây, và tay tay một dây thì về một chuỗi, và tay tay một hoa cuối sẽ về một vàng. Cha ơi, để cho con được giàu nhất trong làng, mà lại sang nhất khu phố, con lấy các ngài cho con một số. Cái gì? Cái mặt mày cứ hơn với cái gáo dầu cái mày buồn cái gì vậy? Thế ông không biết tôi không
buồn cái gì à? Mày buồn cái gì? Mày cỏ cái nỗi buồn của mày cho ông xem à? Phải không? Vậy thì tôi cởi cái nỗi buồn của tôi ra cho bà con nghe nhé.
sức phụ chịu được. Vâng, và từ tay em Cố Sinh nữa sẽ bỏ vào bạn và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Và từ nay chúng ta sẽ làm điều gì tốt đẹp hơn để cuộc sau về quê hương gia lộc chúng ta sẽ được thành một cặp đôi hoàn hảo sống lại. Vâng, và xin quý vị khán giả có thể cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tiểu phẩm hài kết thúc. Đó cũng chính là báo hiệu cho mùa lễ hội truyền thống đền cuối huyện Gia Lộc chính thức được khép lại. Trong sự lưu luyến của cán bộ và nhân dân Hội Xuyên cũng như du khách thập phương sau mỗi mùa lễ hội,